Miết thật chặt, miết thật chặt nào. Ok, cuối cùng không xong. Ai à, đau lưng thế nhờ. Xem nào. Đúng là người có tay nghề có khác. Đẹp thật đấy. Làm biếu cho nó tỉnh táo nào. Ơ, đau rồi nhờ. Thôi chết rồi. Tự nhiên lại lòi một cục ra đây nữa chứ. May quá, chưa ra về. Mày à bưởi, mày à bưởi, mày à bưởi. Ha ha, ok rồi đấy. Thế nào rồi anh trai? Làm đến đâu rồi? À ok rồi đây con. Mọi thứ sắp hết rồi. Lúc nãy anh quên bao thuốc trong bếp này. Ơ, bao thuốc của tôi ở đây à? Mẹ mẹ, mà con nhìn thấy con pet chuột của con ở đâu không ạ? À? Mẹ không thấy. Ai thấy thì bảo con nha, con thương nó lắm. À, chú không biết. Nãy giờ chú không thấy gì. Ôi, ông vừa tiến con chuột đi rồi hay sao ấy mọi người ạ? À? Quả này bỏ chạy nhanh còn kịp chứ còn gì nữa. Ha ha, thử xem mấy ông cháu ngựa vằn này có nhận ra mình là ngựa vằn giả không nào. Yeah yeah yeah. Đứng lại, đứng lại, đứng lại đó. Ngon, gắp được cây đầu. Chạy chạy chạy, may quá, đi thử nghiệm. Ôi, mới tạo ạc đã gặp boss rồi mọi người. Kiểu này, từ nay sư tử mất niềm tin vào ngựa vằn luôn ấy mọi người ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn một nơi giấu tiền cứ phải gọi là uy tín. Ấy, bây giờ chúng ta cuộn tròn lại, buộc vào một sợi dây, rồi đầu bên kia buộc vào nắp, cứ phải buộc hai lần cho nó chắc chắn. Và bây giờ chỉ cần nắp nó lại là không ai phát hiện rồi. Ui, kiến thức mới này, chỗ giấu tiền đỉnh cao này. Nhà bạn nào mà có cái giường này thì đúng là đỉnh của chóp luôn đấy chứ. Ha ha, chắc chắn năm nay sẽ có người yêu. Kiểu gì mà trả vào ô, tất nhiên là phải có. Mình tính cả rồi, to như thế này kiểu gì trả vào. Làm cái gì vậy anh trai? Quay thì à? Hay đấy, cho tôi quay với. Không, cảnh ra. Ôi trời đất ơi, mày biến. Ui, tưởng trò chơi thế nào, khó thế mà cũng vào được. Quả này đúng là ý trời rồi mọi người ạ. Ê. Rồi mày giỏi mày xuống mày làm đi. Mình đã thử và đã bị chuột rút mọi người ạ. À. Có ai ở nhà không nhở? Ơ, cái gì đây? Chuông cửa một vợ hai con. Bấm vào cái nút sẽ nghe tiếng của bạn. Ơ, phải bấm vào à? Để mình thử xem nào. Ui, nhà nào mà sáng tạo của chuông độc đáo như thế này nhở? Bấm vào một phát thì không phải là chuông kêu mà là hét mọi người ạ. À. Nước hôm nay đục thế nhờ. Ngã xuống đây là chết luôn á. Nhìn nguy hiểm thực sự. Nhưng mà thôi. Kệ. Cái gì vậy trời? Cứ tưởng là đi tuyển hóa ra là qua đường mọi người ạ. À? Ảo ma Canada thế nhờ. Ui, con gì thế này? Súng nhiễm phóng xạ à? Con này mà solo với zombie, mình mong zombie giành chiến thắng mọi người ạ. À. Làm cái gì đây? Biến thái à? Cái ông này vô duyên thế nhở? Làm trận game không? Ông cũng chơi Liên Quân à? Có, tôi cũng chơi mà. Ok, thế thì vào trận. Ông đánh chiêu tôi điều khiển nha. Nhất trí luôn bạn ơi. Vào đây mà ăn nè, vào đây mà ăn nè. Hay lắm ông ơi. Chiêu một kìa. Ngon, đỉnh của chóp. Game hay quá, rất vui được làm quen với ông. Ui, đây là cách để ỉa lâu hơn à mọi người. Đúng là gặp những người bạn có cùng tần số, ở đâu cũng có thể kết bạn được mọi người ạ. À. Bọn mày cút ra để tao thể hiện này. Ây da, bình thường, thế mới là đẳng cấp. Ây da, giả vờ như là không đau à. Ngã như vậy nhưng mà vẫn kêu không đau là cũng có tí bản lĩnh đấy. Được của nó. Yes sir, chuyển cho tao nè. Ôi, cày thế nhờ. Mấy em trai đúng mặt nghệt ra luôn à. Có mỗi quả bóng để đá mà cái xe đi qua làm cái bẹt. Ơ, đồng hồ nhà mày sao nó lại thành ra thế này? Một lần đá bóng ta sút bóng vào đấy.
Đồng hồ nó gãy làm đôi. Tao sợ bị mẹ đánh quá, tao vẽ thêm đấy. Ui, chiếc đồng hồ nghị lực nhất năm mọi người ạ. Đúng là tàn nhưng không phế thiệt đấy chứ. Ha ha, mới sắm con hàng này thì ngon rồi. Không bao giờ sợ bị uống trộm nước ngọt nữa. Mấy tên trộm mà nhìn vào cái khóa này thì chỉ có khóc thét mà thôi. À chà, cũng có khóa này luôn cơ. Như thế này muốn uống lén thì chỉ có đục một lỗ bên cạnh thôi mọi người ạ. Đây là lý do tại sao bạn không nên vừa ngồi trên bồn cầu vừa nhấn xả nước khi đi máy bay. Để mình test thử cho các bạn xem tại sao nó lại như vậy nha. Ui, nhà vệ sinh ở trên máy bay có khác. Bấm một phát, nó hút giấy từ dưới sàn lên hết sạch luôn ạ. À. Ông nào mà lòng tròng ngồi vào xả một phát thì coi chừng luôn đấy chứ. Đưa khăn đây cho tao. Không đưa. Đưa đây. Không đưa. Ok, cái con này có đưa không? Không đưa là không đưa. Ơ, sao mình cảm giác cứ như là đang tập tay ấy nhở? Thôi không sao, giật mạnh lên. Anh chà, tự nhiên con chó lại biến thành cái máy tập gym kháng lực thế này. Đúng là trong cái khó lại ló cái khôn mọi người ạ. Nào, để mình thử cái app này xem nó có biến mình đẹp trai hơn không nào. Ừ, được đấy chứ. Mong là sẽ đẹp trai, mong là sẽ đẹp trai. Hả? Cái gì thế này? Sao nó lại thành ra thế này? Ui, bác gấu phiên bản Shopee à mọi người? Nhìn mặt buồn cười thế nhờ. Ok, cuối cùng cũng xong chiếc bánh. Cho ngươi nè, múc bang đi. Bánh này là bánh gì đây? Sao lại giống mặt mình thế này? Ui, nhìn giống nhau thế nhờ. Nhìn mặt con chó kiểu như là muốn khóc ấy mọi người ạ. Này này, lại mà ăn nè. Cái gì đây? Hôm nay cho ăn cái gì đây? Mướp đắng sốt tương à? Ngồi đấy. Gì đây? Thịt viên à? Đậm đà đấy. Được đấy chứ. Tráng miệng bằng xương rồng à? Ok luôn. Thank you Vinamilk nha. Anh chà, hôm nay được ăn uống đầy đủ rau củ thịt xương rồng luôn cơ à? Nhìn được đấy chứ. Anh chà, lại ngủ à? Thế thì cho bạn thêm đôi mắt cho nó cool ngầu. Tuy mình vẽ không được đẹp, bạn có thể không thích, nhưng mà kệ bạn, mình thích là được. Ngửa mũi thế nhờ. Uầy, người ta đã ngủ rồi còn không tha, còn phải làm trò cười cho tụi bản thân nữa chứ. Cậy thế nhờ. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ôi dạ. Uầy, phát đấy đau đấy mọi người ạ. Nhưng mà cái tạ đúng kiểu, người cần tập là tôi nè. Nào, nhìn mình sử dụng thắt lưng để mở nắp chai nè. Uầy, chúa tể tra tấn, chiến thần tự hủy. Ông hoàng thể hiện là đây chứ đâu nữa mọi người. Nè, bọn mày có iPhone không? Tao cũng có. Tao cũng có. Vứt đi. Khoan đã bạn ơi, mình có bất ngờ dành cho bạn nè. Ôi trời đất ơi, bạn tặng cho mình iPhone. Không thể tin được luôn ạ. Ui, cậy thế nhờ. Trao cho người ta tí hy vọng, hóa ra là phun nước miếng à. Ây da, cuối cùng cũng được giải tỏa, sảng khoái quá. Ui, đi thẳng đi mày, đi thẳng đi mày. Ôi da, mày lái kiểu gì thế? Ui, ngại thế nhờ. Chạy. Ui, mọi người nhìn kìa, cố tình ngã để quay sang nhìn hay sao ấy? Ảo thế nhờ. Nhẹ nhàng nào. Mày có sao không? À, tao không ngờ mày là con người như vậy luôn, ăn bim bim một mình. Ui, mưu hèn kế bẩn, thủ đoạn thì vô biên, nhưng mà không qua mặt được đứa bạn thân mọi người ạ. À. Ôi, thằng này, mày chạy kiểu gì đây? Tao chạy kiểu gì kệ tao. Nhưng mà mày húc vào người tao. À, mày thích không? À, mày dám nhúi đầu tao à? Tao nhúi đầu thì làm sao? Cái quần què gì vậy hai ông nội này? Ui, hai anh ra dàn cảnh cướp thức ăn mà sao mượt thế nhờ? Đúng là nhiều lần rồi hay sao ấy? Đứng lại. Tôi bảo với bạn rồi. Chuyện đấy thì đơn giản. Đâu rồi anh nhở? Vừa thấy chạy ở đây cơ mà.
Lêu lêu. Đứng lại đó. Lại đi đâu rồi? Cày thế nhờ. Ôi, ẩn thân chi thuật à? Tưởng con chó tay nào? Thế mà cũng không nhận diện được khuôn mặt à? 1, 2. Ui, mày làm cái méo gì thế? Thả tao ra. Ok, cái thằng này, không đùa đâu nha. Thả tao ra. 1, 2, 1, 2. Ui, khó thế cũng nghĩ ra được. Hai đứa bạn này, ác thiệt đấy chứ. Bò mà nguyên con, người ta mới gọi là con bò. Hay, bò mà phơi khô, người ta mới kêu là khô bò. Học quá ngu, thế người ta mới kêu là ngu như bò. Thế nhưng tại sao người ta vẫn uống sữa bò? Ui, đi ra say rượu rồi mọi người. Vui quá, nhảy bằng cả tính mạng luôn ạ.